Trước đây Quảng Bình không phải là điểm nóng về ma túy. Tuy nhiên địa bàn phức tạp có cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cửa khẩu Phụ Cà Ròng và nhiều đường tiểu ngạch, đường dân sinh cùng với giao thông thuận lợi đã khiến cho các vụ việc liên quan đến ma túy ngày càng gia tăng. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy cũng đang ngày càng trẻ hóa và thủ đoạn hết sức tinh vi. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá gần 200 vụ việc liên quan đến ma túy. Trong đó có 8 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào và các tỉnh khác về Quảng Bình tiêu thụ. Xóa 7 tụ điểm phức tạp về ma túy, gây nhức nhối dư luận. Bắt giữ gần 300 đối tượng, thu giữ 550 kg ma túy đá, gần 80.000 viên ma túy tổng hợp, tiền và nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi về thủ đoạn và liều lĩnh manh động khi bị phát hiện đã khiến công tác phòng chống ma túy ngày càng khó kiểm soát. Hiện nay thì qua đánh giá thì cái phương thức thủ đoạn của các loại đối tượng nó so với cái phương thức thủ đoạn truyền thống thì các đối tượng nó sử dụng công nghệ cao trong cái điều hành các cái đường dây buôn bán vận chuyển ma túy, đặc biệt là qua ma túy qua biên giới. Trong đó là các đối tượng chủ mưu cầm đầu là nó ở nước ngoài và là sử dụng thuế người nước ngoài và người dân tộc vận chuyển và sử dụng các loại phương tiện ô tô có công suất cao để vận chuyển, đặc biệt là đi qua Quảng Bình để vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Vào đầu tháng 4 năm 2020, mặc dù đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên trên địa bàn thành phố Đồng Hới, lực lượng công an đã triệt phá 2 tụ điểm bay lắc gồm 5 nam và 3 nữ đã thuê phòng tại khách sạn để thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó cũng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, công an tỉnh Quảng Bình đã đột kích một cơ sở karaoke và 3 khách sạn, phát hiện và bắt giữ 43 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, thu giữ nhiều gói nhỏ màu trắng, hồng phiến cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Ban chỉ huy công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tích cực đấu tranh quyết liệt đối với cái tội phạm về ma túy cũng như các cái hành vi vi phạm về ma túy như là lợi dụng các nhà hàng, khách sạn, quán bar để tổ chức sử dụng bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy. Việc liên tiếp đánh mạnh vào các tụ điểm nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường của công an tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng với mục đích ngăn ngừa tội phạm từ các loại hình dịch vụ nhạy cảm. Chỉ trong 2 tháng gần đây, hàng loạt các vụ việc liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị phát hiện. Cá biệt có trường hợp tàng trữ hơn 5.000 viên để bán lẻ. Nhiều cái vụ án thì chúng tôi phải là kiên quyết và kiên trì là thu thập tài liệu chứng cứ để mà đảm bảo công tác đấu tranh và điều tra xử lý về sau. Tuy nhiên là quá trình mà đấu tranh bắt giữ các đối tượng thì sự chống đối, chống trả là rất là quyết liệt, thậm chí là manh động liều lĩnh, sử dụng cả vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Tội phạm ma túy là nguyên nhân làm nảy sinh, gia tăng tình hình phạm tội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này, chấn chỉnh các dịch vụ, tụ điểm nhạy cảm, biến tướng, ngăn chặn các hành vi vận chuyển ma túy trái phép đi qua địa bàn.